Và cuộc chơi bắt đầu với 3 câu hỏi. Những hình ảnh của các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên. Đây là cô ca sĩ dễ thương với cái tên gọi cũng rất dễ thương, Hải Yến. Các bạn hãy dự đoán xem năm nay Hải Yến bao nhiêu tuổi. Ca sĩ Hải Yến giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình năm 2005. Rất quen với chúng ta. Hải Yến năm nay bao nhiêu tuổi? Xin mời quý vị đưa đây ý kiến ạ. 27, 26, 25. 25, 26, 27. Bên kia 20, 27. Ca sĩ Hải Yến là đoạt giải năm 2005. Có lẽ lúc đó ca sĩ Hải Yến khoảng độ 20 tuổi. Tôi nghĩ như vậy. Năm nay là 27, 22. Khoảng 22 tuổi. Đó là theo tôi nhận xét. Còn không biết là mọi người bao nhiêu. Xin mời Hoàng Minh Hoàng 25, bạn Hảo 25 và bạn Linh 23. Để xem ý kiến của ai sẽ là ý kiến đúng. Xin mời. 26. 26 tuổi. Vậy là tôi sai. Tôi cũng là người đoán sai. Tôi nghĩ là năm đó hãy khoảng 20 thôi. Nhưng không ngờ lúc đó là cô 24 tuổi. Câu hỏi số 2. Hồ Bích Ngọc, cô ca sĩ có giọng hát điêu luyện và rất xinh xắn với chiếc răng khểnh. Các bạn cho biết năm nay Hồ Bích Ngọc bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Hồ Bích Ngọc với má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất dễ thương. Năm nay ca sĩ Hồ Bích Ngọc bao nhiêu tuổi? Xin mời khán giả. 27, 25, 22. Bao nhiêu đưa tay lên ạ? 27, 25, 27. Minh Hoàng là 27 và bạn Linh là 27 luôn. Bạn vẫn là khác với hai bạn, 25. Theo tôi là hình như 27 á. Không biết phải không? Chờ xem. 25. Lại một lần nữa, Quyền Linh sai. Quyền Linh mà ngồi ở ghế đó chắc là thua rồi. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 3. Và đây là một gương mặt rất quen thuộc với tất cả chúng ta, siêu mẫu diễn viên điện ảnh Đức Tiến. Các bạn hãy dự đoán xem Đức Tiến năm nay bao nhiêu tuổi. Một gương mặt người mẫu rất là điển trai, nhưng khi vào phim anh thường đóng những vai rất là dễ ghét. Và hôm nay chúng ta đoán xem Đức Tiến bao nhiêu tuổi. Xin mời khán giả. 29, 28. Ta đưa tay cao lên. 23, 27, 24, 28, 55. 55, có người nói 55 nha. Rồi xin mời Hoàng Minh Hoàng 29, bà Hảo 29. Lần này thì bạn Yến Linh 28. Để xem diễn viên Đức Tiến, người mẫu Đức Tiến năm nay bao nhiêu. Xin mời. 28. Chúc mừng bạn Yến Linh. Bạn đã đoán chính xác. Có lẽ bạn theo dõi phim Đức Tiến rất nhiều. Chúng ta chúc mừng cho thí sinh có số điểm âm nhiều nhất. Đó là bạn Hồng Hảo. Chúc mừng bạn. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong vòng 2 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Và ở vòng 2 này thí sinh vẫn là đoán tuổi các vị khách mời. Nhưng lần này chúng ta không đoán một người mà chúng ta có thể đoán 2 người, 3 người, có khi lên đến 10 người. Rất khó khăn. Ở vòng 2 sẽ có 2 câu hỏi. Nếu như thí sinh đoán chính xác một khách mời, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Cố gắng lên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên ở vòng 2. Bắt đầu. Trời ơi, ủa mày điên hả? Điên gì? Trời ơi, mày tập tuồng có bao nhiêu ca thôi, mày ca hoài không cho tao ca, bộ tưởng tao già tao ca không được hả mày? Chút xíu nữa kìa, khán giả chúc mừng sinh nhật đang giờ mình kìa. Phải không? Đó. Ôi trời ơi, nãy giờ quên. Thí sinh rảnh không? Rảnh đón thử hai mẹ con cộng là bao nhiêu tuổi? Ừ đúng rồi. Anh nè ha. Không biết được không nữa. Diễn viên Kim Ngọc và con trai là diễn viên Hiếu Hiền. Chúng ta bắt gặp hình ảnh hai mẹ con rất là hạnh phúc. Và trên sân khấu hai mẹ con cũng rất ân ý với nhau và đã tạo được những vai diễn rất là ấn tượng. Kim Ngọc và Hiếu Hiền năm nay bao nhiêu tuổi cộng lại? Chúng ta cộng đi ạ. Cộng đi. 71. Bên kia cộng lại hai người, diễn viên Kim Ngọc và Hiếu Hiền. 80. 85. 40. Kim Ngọc năm nay 30 và Hiếu Hiền 10 tuổi hả?
Hoàng Minh Hoàng 82, Hồng Hảo 86, Yến Linh 85. Chắc chắn chưa? Dạ. 85, 86 và 82. Xin mời Kim Ngọc và Hiếu Huyền. Thì năm nay 30 rồi đó. Cái gì? Cái gì? 30. Kim Ngọc năm nay 36. Ý lộn, 63. Hai mẹ con 93. 93. Chúng ta đã kết thúc câu hỏi số 1. Và đây là câu hỏi số 2, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình, cũng là cơ hội cuối cùng của ba thí sinh. Xin mời. Đây là cựu cầu thủ của đội bóng đá Công an thành phố Hồ Chí Minh. SEA Games 18 đã ghi đậm dấu ấn của anh khi anh ghi bàn thắng vàng vào lưới của đội Myanmar. Và đây chính là hình ảnh của gia đình cầu thủ Trần Minh Chiến. Xin hỏi tổng số tuổi của gia đình anh là bao nhiêu? Đông người quá, khó đoán quá. Gia đình của cầu thủ thế hệ vàng của chúng ta Trần Minh Chiến. Xin mời ba thí sinh. Thử xem Trần Minh Chiến khoảng 30 mấy, vợ khoảng 30, hai người con khoảng 6, 7 đi, khoảng 80 mấy. Khán giả đưa ra con số cụ thể đi ạ. Số mấy? 71. 60. 80. 70. Cố gắng lên, đây là cơ hội cuối cùng để có số điểm âm 10 điểm. Hoàng Minh Hoàng, Hồng Hảo và Yến Linh 75, 76 và 72. Kết quả cuối cùng, chia tay hai người và chào đón một người đến với vòng đặc biệt. Đáp án câu hỏi số 2 bắt đầu. 69. Bà Hoàng Minh Hoàng, hồi nãy tôi nghe có người nhắc bạn 69 mà bạn không ghi. Tiếc quá, tiếc quá. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Ai sẽ là người đến vòng đặc biệt đây? Xin chúc mừng bạn, cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và bạn sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật hạnh phúc. Và xin chúc mừng bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và bạn là người đến với vòng đặc biệt của chương trình. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng bạn. Và như vậy là Hoàng Minh Hoàng sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 2 triệu đồng. Tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho cả ba nhân vật trong ngày hôm nay. Và chúc mừng sinh nhật cho tất cả những người có sinh nhật trong tuần này. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Đặng Hồng Hảo đã đến với vòng đặc biệt của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Xin chúc mừng bạn. Bạn hôm nay có vẻ là hơi may mắn hơn những đối phương của mình đúng không ạ? Cũng không ngờ đây, em đáng chúng được có không ngờ. Câu nào cũng sai hết trơn. Và bây giờ vẫn là những bất ngờ tiếp theo. Đó là giải thưởng 50 triệu đồng. Bạn năm nay 25 tuổi. Bạn sẽ quay 3 vòng quay. Và 3 vòng quay sẽ cộng điểm lại. Nếu như đúng 25 tương ứng với số tuổi của bạn thì bạn sẽ nhận được giải thưởng là 50 triệu đồng. Nếu như ở vòng quay đầu tiên bạn quay vào số 2 hoặc số 5, bạn sẽ nhận được 1 triệu đồng. Xin mời bạn. Bạn sẽ quay vòng quay đầu tiên. Bạn thích số 2 là số 5? Số 2. Số 2 đúng không? Chúng ta mong rằng số 2 sẽ dừng lại ngay kim của chú Bách sẽ dừng. Số 2 là con số cũng rất là may mắn. Mà số 5 cũng được. Số 2 hay là số 5 đây? Số nào thì bạn cũng nhận được giải thưởng là 1 triệu đồng. Số 2 đây rồi bạn ơi. Có số 2 luôn. Số 2 và số 5 gần nhau. Số 2 rồi bạn ơi. Qua luôn. Qua luôn. Bạn thấy không? Chỉ cần có một cơn gió thoảng qua thôi là số 2 đã thuộc về bạn rồi. Xíu nữa thôi. Vẫn là số 2 và số 5. Hai số đó dừng lại là chúng ta sẽ có 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay thứ 2 bắt đầu. Lần này thì bạn quay mạnh hơn chút xíu. Mạnh hơn chút xíu thì sẽ dừng lại ngay con số 2. Nhưng mà hồi nãy với lại bạn có lợi thế là số 2 và số 5 nằm gần nhau. Nên đến gần số 2 mà không được số 2 thì sẽ được số 5. Hồi hộp đây. Số 2 và số 5 vẫn như vậy. Sao vẫn quá như hồi nãy. Sao quá không? Đây rồi. Không có số 2 thì là số 5. Dừng lại. Trời ơi. Hồi nãy á
là nhẹ quá, không tới. Bây giờ thì mạnh quá, qua luôn. Vòng 3 này bạn quay vừa vừa thôi. Ở vòng 3 thì bạn vẫn quay. Và hồi nãy vòng thứ nhất là bạn dừng lại con số số 9. Vòng 2 dừng con số là 16. Bạn còn 9 điểm nữa. Trên vòng quay có một con số 9. Chương trình sẽ tặng cho bạn một cơ hội may mắn nữa. Bạn sẽ có hai cơ hội may mắn nhận được giá trị tiền thưởng 50 triệu đồng. Và nếu như bạn nhận thêm một thẻ may mắn nữa, tức là ba cơ hội, thì giá trị tiền thưởng chỉ còn 30. Nếu như bạn nhận thêm một thẻ may mắn nữa thì giá trị tiền thưởng chỉ còn 10 triệu đồng. Còn nếu bạn không nhận tiền thì bạn nhận thêm nhiều thẻ may mắn nữa. Và tôi sẽ lấy thêm thật nhiều để đầy cái bánh sinh nhật luôn, mà quay ở đâu cũng được. Và quay ở đâu thì bạn cũng vui và khán giả cũng vỗ tay tặng bạn hết. Bạn thích điều gì? 50 triệu, 30 triệu, 10 triệu hay là những tràng pháo tay? Khán giả muốn bao nhiêu ạ? Nhiều người nói quà quá anh ơi. Nhiều người nói quà thì tùy bạn thôi à. Nếu như khán giả bây giờ nói quà cũng được. Nếu như bạn theo lời khán giả, bạn sẽ không quay nữa mà chọn quà. Trên kia có 3 hộp. Hộp quà là 10 triệu đồng, hộp quà là 1 triệu đồng và một hộp quà vẫn là một tràng pháo tay. Bạn sẽ có hai cơ hội để lựa chọn. Chắc em quà anh ơi, tại ai vì em thấy nãy là em cũng số 2, số 3 có 4 cơ hội mà em không quay trúng cái nào. Giờ em lấy này em cũng 4 cơ hội chắc không trúng. Rồi em lấy quà. Lấy quà. Bạn sẽ chọn hộp nào? Nãy em gọi cái màu đỏ thì em chọn màu đỏ. Màu nào, màu nào? Màu đỏ. Màu nào à? Màu đỏ luôn. Ai cũng nói màu đỏ, còn bạn tùy thuộc, quyết định vẫn là bạn. Hồi nãy em vừa cái màu đỏ, giờ em lấy màu đỏ luôn anh ơi. Màu đỏ là màu may mắn. Dạ vâng. Màu đỏ luôn luôn mang lại chúng ta những điều tốt lành. Dạ. Chúng ta sẽ mở xem một hộp bất kỳ nào. Một tràng pháo tay. Kết quả 50-50. Bạn chọn hộp đó đúng không? Tôi sẽ mở hộp này. Một triệu anh ơi. Ở đây nếu như 1 triệu thì tiền thưởng của bạn là 10 triệu. Còn nếu như ở đây 10 triệu thì 1 triệu của bạn là 1 triệu, đằng nào cũng là con số 1. Và chúng ta thử mở xem nha. Vẫn là hai con số của bạn. Nhiều số 0 quá. Bạn sẽ mở số nào? Tay phải hay tay trái? Tay nào? Tay phải là của em đúng không anh? Cái tay phải là trong hộp của em. Đúng rồi, tay phải trong hộp của bạn. Thôi mở hộp này đi. Em vẫn giữ cái hộp của em, nhưng mà em muốn xem cái hộp kia là cái gì? Tức là bạn vẫn giữ cái hộp của bạn đây. Dạ. Không thay đổi ý kiến. Dạ. Và muốn xem hộp này. Đơn giản, tôi cho xem ngay. Và như vậy là bạn nhận giải thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Rất tuyệt vời. Rất là may mắn trong ngày hôm nay. Xin chia sẻ những niềm hạnh phúc của bạn. Ngoài giải thưởng 10 triệu đồng của bạn Hồng Hảo ra, thay mặt cho nhà tài trợ xin tặng mỗi người một phần quà với bộ Vinakit trị giá 300.000 đồng.